Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Ăn một mớ rau này như nhân sâm của người nghèo, ở quê mọc như cỏ, nhưng khi đem phơi khô, thơm ngon khó tả. Có một loại rau hình dáng trông như nấm cỏ, xưa dùng để tiến vua hay được nhiều bà nội trợ chuộng mua dù có giá đắt đỏ gần 500.000 đồng một ký. Rau tiến vua có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe. Thứ nhất là phòng chống ung thư. Thực tế có nhiều nghiên cứu chỉ ra chất phytosterol có trong rau tiến vua giúp ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các khối u trong cơ thể, làm giảm nguy cơ mắc ung thư, vú, dạ dày và tá tràng. Giàu dưỡng chất, bác sĩ chuyên khoa 2 Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, về dinh dưỡng, rau tiến vua chứa hơn 20 loại khoáng chất và axit amin cần thiết cho cơ thể như protein, betaine, vitamin, canxi, sắt, kẽm, kali, natri, phốt pho và các nguyên tố vi lượng khác. Một nghiên cứu tại Trung Quốc cho thấy rau tiến vua là một trong những loại thực phẩm có giá trị chống oxy hóa mạnh, rất tốt cho tim mạch. Loại rau tiến vua có giá trị dinh dưỡng cao, có tới 20 loại khoáng chất, các loại axit amin thiết yếu. Ăn nhiều rau tiến vua hạn chế nguy cơ bị đau tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và thiếu máu não. Tốt cho hệ tiêu hóa. Rau tiến vua giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu, táo bón, làm đẹp da hiệu quả. Trong rau tiến vua chứa nhiều vitamin E, nên khi ăn loại rau này sẽ giúp chị em có được làn da sáng mịn, loại bỏ nếp nhăn và giúp trẻ hóa làn da. Ngoài ra, rau tiến vua, một loại thực phẩm giàu protein, betaine, các axit amin và các chất chống oxy hóa. Do đó, ăn rau tiến vua thường xuyên, bạn sẽ cảm thấy cơ thể căng tràn sức sống. Ngoài ra, Trung tâm Giám sát Thực phẩm Quốc gia đã công nhận rau tiến vua là loại thực phẩm chống oxy hóa hàng đầu so với các loại rau quả thông dụng trên thị trường như bưởi, cam, xoài, dứa, thì rau tiến vua có nhiều công dụng tốt hơn. Đặc biệt, ăn rau tiến vua rất mát, giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc tốt. Những cách chọn rau tiến vua khô ngon, giòn. Nên chọn rau tiến vua có màu xanh xám nhẹ, nhìn màu còn tươi. Bề ngoài cọng rau đều nhau. Chọn rau tiến vua khô, không có nấm mốc. Rau tiến vua chất lượng là rau có mùi hương đặc trưng của rau tiến vua, không có mùi hương lạ của nấm mốc. Loại rau này có thể bảo quản bằng cách phơi khô. Khi sấy khô, rau teo lại còn ít và nhẹ, nhìn như nấm cỏ. Rau tiến vua đã trở thành thực phẩm quen thuộc của nhiều bà nội trợ, dùng tươi hoặc muối đều ngon miệng và bổ dưỡng. Trước đây, rau tiến vua được xếp vào hàng cực phẩm chỉ dành cho vua chúa quý tộc, nhưng được dùng, người ta gọi là rau tiến vua. Hiện rau tiến vua được bày bán tại các chợ siêu thị, các cửa hàng rau sạch hoặc trên mạng với hai loại khô và rau tươi. Nếu rau tươi có giá từ 35 đến 40 ngàn đồng một ký, còn tiến vua khô thì có giá dao động từ 300 đến 600 đồng một ký. Cách chế biến món ngon từ rau tiến vua. Ngâm nước trước khi sử dụng, chỉ cần đem rau ngâm qua nước lạnh vài tiếng đồng hồ, rau sẽ nhanh chóng khôi phục lại hình dáng như khi mới thu hoạch và giữ nguyên chất dinh dưỡng. Loại rau này có thể chế biến thành nhiều món ngon như luộc, xào, làm gỏi, muối chua. Rau tiến vua giòn và ngon thì khi ăn phải ngâm trong nước lạnh 2-3 tiếng. Nếu ngâm nước ấm, rau sẽ nở nhanh hơn nhưng sẽ bị mềm nhũn. Do rau sẽ nở ra khi ngâm nước nên rất dôi hàng, chỉ cần một vài cọng là đủ để nấu hoặc xào cho một bữa. Rau tiến vua có thể ăn sống hoặc dùng kèm với các loại thức ăn khác như hải sản, xào tai heo, xào bò. Đây là loại rau dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của cả gia đình.
Rau tiếng vua tôm thịt, rau tiếng vua xào, rau tiếng vua trộn gỏi rất là ngon. Nấu ăn dùng hạt nêm hay mì chính thì tốt hơn. Bác sĩ chỉ ra sự thật khiến nhiều người không muốn dùng thứ này. Theo các bác sĩ, cả mì chính và hạt nêm đều có chứa chất tạo ngọt. Trong đó hạt nêm chứa nhiều nguyên liệu và có chứa chất điều vị của mì chính. Cả mì chính và hạt nêm đều có chất tạo ngọt, là một trong loại gia vị phổ biến giúp món ăn trở nên đậm đà, thơm ngon. Nhưng hiện vẫn còn có nhiều tranh luận xung quanh tác dụng của hai loại gia vị này. Trong đó, dùng hạt nêm hay mì chính tốt hơn cho sức khỏe, nên lựa chọn gia vị nào để sử dụng thường xuyên đang là băn khoăn của nhiều người. Mì chính là sản phẩm được làm ra trong quá trình lên men từ các nguyên liệu tự nhiên như mật, mía đường, tinh bột. Còn hạt nêm làm từ khá nhiều nguyên liệu, trong đó thành phần không thể thiếu của hạt nêm là mì chính. Theo giáo sư Khôi, vị ngọt của hạt nêm là từ chất điều vị, không phải là từ thịt hay xương như quảng cáo. Cũng có thể trong thành phần hạt nêm có một số thành phần từ ninh xương, bột tôm, bột gà, nấm rơm, nhưng không đáng kể. Do đó, các bà nội trợ phải nhớ là hạt nêm không thể thay thế các sản phẩm dinh dưỡng, nên ăn hạt nêm hay mì chính. Hiện nay nhiều người cho rằng chỉ dùng hạt nêm vì nghĩ nó làm từ thịt nên tốt cho sức khỏe, không gây dị ứng như mì chính. Theo giáo sư, thành phần chính của bột nêm là mì chính và các chất điều vị thuộc nhóm bột ngọt. Vì vậy, những ai bị dị ứng với mì chính thì cũng cẩn trọng khi sử dụng hạt nêm. Ăn hạt nêm chúng ta cần lưu ý. Việc dùng hạt nêm hay mì chính tùy thuộc vào thói quen và sở thích của mỗi người. Khi sử dụng loại nào thì bạn cần chọn mua sản phẩm có nhãn hiệu, xuất xứ rõ ràng. Đừng vì ham rẻ mà mua loại không có nhãn mác, không xuất xứ, vì những sản phẩm không được kiểm soát chất lượng này rất dễ có chứa những chất độc hại. Theo bác sĩ, ăn mì chính ở lượng vừa đủ không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nhiều nghiên cứu gần lại khẳng định rằng nếu ăn quá nhiều thì sẽ làm dư thừa Lumita ngoại sinh và gây rối loạn hoạt động não, khiến cho não bị suy thoái. Mặt khác, nó còn khiến cho thận và gan phải hoạt động nhiều hơn để thải hồi độc chất axit amin, từ đó dễ bị rối loạn và suy yếu. Vì vậy, khi sử dụng, chúng ta không nên nếm khi cái món ăn đang có nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao. Nếu nhiệt độ quá thấp sẽ khiến cho bột ngọt khó hòa tan hoặc hòa tan không hoàn toàn, nên ảnh hưởng đến vị giác. Còn nếu nhiệt độ quá cao sẽ khiến cho bột ngọt mất đi hương vị, thay đổi các thành phần hóa học có trong nó, gây hại cho sức khỏe. Và bác sĩ lưu ý, mỗi người không nên ăn quá 6 gram mì chính một ngày. Nếu nấu ăn những món ăn đã có vị sẵn, tự nhiên như rau, củ, xương thì tốt nhất không nên thêm mì chính vì nó sẽ làm mất đi vị vốn có. Ngoài ra không nên dùng mì chính cho món chiên vì món này được chế biến ở nhiệt độ cao, có thể làm biến đổi thành phần hóa học trong bột ngọt, vừa làm mất hương vị thực phẩm, vừa dễ gây tổn hại cho dạ dày. Đối với hạt nêm thì bác sĩ lưu ý chỉ nên ăn lượng vừa đủ vì hạt nêm chứa nhiều muối. Các khuyến cáo cho rằng ăn quá nhiều muối sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, có nguy cơ gây bệnh tim mạch, cao huyết áp, bệnh thận, béo phì. Ngoài ra, ăn quá nhiều muối cũng gây hạn chế hấp thu canxi, dẫn đến nguy cơ loãng xương. Do đó tránh lạm dụng bột nêm. Không ít người hiện nay khi ăn rất thích cho nhiều bột nêm mà không biết mình đã thêm nhiều muối vào bữa ăn.